Hai chào cả nhà. Hiện tại Thi Lê đang vô tình đi ngang dọc đường thì phát hiện có một ngôi miếu rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Một ngôi miếu đang mọc giữa đường luôn nè cả nhà. Mà thì không biết cái sự thật về cái ngôi miếu này như thế nào. Thì bây giờ Thi Lê sẽ kiếm cái người gần ở đây để hỏi về cái sự việc của cái ngôi miếu này, tại sao mọc giữa đường nha cả nhà. Ở đây ba anh coi con miếu này hả anh? Ba con, nó đã đứng quay luôn nè. Ông già bệnh rồi, anh ra thấy. Vậy hả? Ở chú, con thấy ba ngôi miếu mà có tên tuổi này nọ nữa là ở ba ngôi miếu này là như thế nào vậy cô chú? Anh trai, cho em hỏi một cái. Anh chia sẻ cho em cái. Chết dưới đây nè. Là sao anh? Thì ba đứa học sinh á. Dạ. Tắm á. Tắm xong rồi chết hụt. Kéo xuống là ba đứa là chết. Tôi kiểu mà không biết bơi rồi ba đứa nó hốt hoảng nó chia thành nhau rồi chết. Là lâu chưa chú? Bao nhiêu năm rồi chú? Cũng đã gần 100 năm. Gần 100 năm. Gần cả trăm năm rồi, là khoảng 80 năm á. Nhưng mà là có ngôi miếu này nằm giữa đường là coi như là 80 năm nay rồi đó. Đúng rồi. Ông ngoại hồi lúc trước nó có là cây đa. À. Ba của chú Năm Cọp á. Dạ, chú Năm Cọp là coi cái miếu này. Dạ. Sao cây đa nó bị chết đi. Chú Năm chú mới chọc hai cây bồ đề này lên. Dạ. Chứ hồi đó nó là cây đa chết rồi. Sau sau là chú Năm chú mới chọc hai cây bồ đề nó mới lớn lên. Mấy ba cũng dài bắt đầu làm mặt cái miếu lên. Dạ. Là giống như ngày xưa là ba. Dạ, là ba người học sinh, ba người... À. Dạ. Sâu quá đi rồi ba đứa không biết bơi. Dạ. Chết luôn. Dạ. Ba đứa mới. Dạ. Là con thấy là mà hiện tại bây giờ ba cái xác đó đâu hả chú ha? Dân ở quận 2 này luôn, hồi đó mình ở đây là cái quyện Thủ Đức. À. Người ta chôn về luôn. À. Mà bà dị thỉnh là... À, con thấy cái miếu có tên luôn á. Miếu Bạc Hồ. Đúng rồi. Đó lúc trước nó là cây đa. Đúng rồi. Lúc trước nó chưa là miếu cây đa, sau cây đa đi chết thì ba của anh đó là chú Năm Cọp mới trồng hai cây bồ đề này lên. Dạ. Yeah. Thỉnh bà dị rồi sau này nhiều người khách qua lại cũng chưa là Bạc Hồ. Dạ. Là coi như là gần mấy chục năm nay là ngôi miếu mọc giữa đường tận giờ này luôn. Chú Năm chú cắt trước cái miếu nhỏ trước. Dạ. Là ba con đó là chú Năm chú bỏ tiền ra chú cắt cái miếu lên. Dạ. Sau này có nhiều người khách phải gian giái làm ăn nên ra đó rồi ta mới bỏ căn tiền xây lên. Dạ. Thì ở phường nó cho nhiều đó thôi chứ không cho hơn. Dạ. Là ở chung ở đây chính quyền ấy. Bỏ tiền nhiều mạnh thường quân bỏ tiền ra để xây cổng rào đồ hết rồi luôn nhưng mà phường không cho. Nhưng mà chính quyền thì cho mình mà để miếu mọc giữa đường luôn. Ai dám lại đập. Dạ. Thằng nào dám cầm búa, cầm đẻo lại đụng. Mà sợ á. Là không dám luôn hả chú? Không có được. Thằng nào công linh, chủ tịch nước mình đi coi truyền hình còn đi cầm ngang giá vỗ tổ Hùng Vương còn cầm giá mà làm sao mà ai mà dám đập cái miếu. Dạ. Nói vậy là em hiểu rồi. Dạ em con hiểu. Con cũng tin về tâm linh lắm. Dạ. Ủa mà chú là người địa phương đây luôn hả? Dạ. Thì nói chung thì con thì hiếu kỳ thì thấy đang đi dọc đường nè, thấy bù đồng rồi còn lại còn hỏi. Dạ. 30 bữa 30 giờ ta tối ở đây hả? Đi gì chỗ đông. Không còn chỗ người đứng luôn. Vậy hả chú? Đâu cái bữa 30 là giao thừa vừa coi bấm nó bông đâu xong rồi ngồi đây. Làm đúng 12 giờ 10 15 phút là đổ về cũng. Dạ.
Mà ở đây là những cái nghĩa địa này là rồi ai dục ba hũ cốt vậy ha, trời đất ơi. Dạ. Ở đâu chú? Đâu chú? Đó, cái ba lỗ đó. Cái màu xám đó. À. Đó là là cái mộ chú. Là cuối cùng là cái mộ đó là ba cái xác á, ba cái cốt, ba cái hũ. Thì ba hũ cốt là ba cái xác người đó. Dạ. Là rồi mã đó trong đó là của Tin Lành. À, là mấy người đạo Tin Lành đại đạo Chúa này nọ không? Cũng như thờ thờ Chúa thôi chứ không có thờ Đức Mẹ. Dạ. Tại vì Tin Lành là nói một Đức Mẹ là phải đồng kinh mà đâu có đồng kinh là phải sẽ thiên chúa. Cái anh trai cái là cái miếu ba cô mà tên là Thủy Tiên Kim Cương Tiết Hon là tên của ba cô hả anh? Không, ý là tên của ba người tên thật luôn hả? Dạ. Là mỗi ngày công việc ở đây là của ba anh, nhưng mà chú Năm bây giờ bệnh hả anh? Dạ. Miếu ở đây chắc thường xuyên có người tới cúng vái anh ha. Tính ra khu đất này con thấy quá trời, còn quá trời nghĩa trang luôn á, còn quá trời mã luôn á. Ở đâu bằng quận 2, còn hồi đó mình được chữ quận 2, giờ thành phố Thủ Đức nó bỏ cái chữ quận nghĩa trang là nhiều nhất. Đây vòng đây nghĩa trang. Vậy tính ra mấy cái mã này chắc cuối cụ giờ chắc chủ này nọ không có người thân không? Đây ví dụ con cách nằm đó cũng giờ là bằng tên cũng ví dụ cái cây là cái giá là cây bỏ đây là tốt về cho mình. Rồi tối là chú ngủ đây luôn. Chú tên gì? Chú tên gì? Chú dọn dẹp xong rồi chú lấy nhang chú đốt rồi đốt đều hết rồi chú mới về. À. Chú tên gì? Hải. Chú Hải. Rồi về này nọ là nguyên suốt nguyên ngày chú Hải ở đây. Đây chú Hải có khi nào mình qua mắt mình thấy những cái chuyện tâm linh này nọ không chú? Không có hả? Dạ. Chưa thấy cái nào thấy rồi mình nói cho mình không có thấy. Đúng rồi. Không có nói bậy được, ở ngồi đó miểu không có nói bậy. Đúng rồi. Có mình nói mình không có nói xạo. Là sao chú? Mà, có bầu mà nhậu. À, người ta mới, nửa đêm mới ra đi số đó. Là chết chỗ đó luôn hả? Ngồi chết luôn, nhậu xỉn xong ngủ thăng luôn. Đây khúc mặt khúc ngoài rủ đi luôn. Thì đó. Rồi chết mẹ chết con luôn. Mà
mà 12 giờ đêm mà đàn bà con gái có bầu mà ra đây nhậu rồi biết rồi đó, dân gì rồi đó. Lại bụi tre này ha. Thì người ta cứ nghĩ là về cái vấn đề tâm linh, chỗ nào có mồ mả đó là xin thì cứ cho. Nhưng mà con nghĩ cái đó là cái tâm lý của người ta thôi. Xin số đề, cái trứng gà, rồi điếu thuốc, cái gì xin cũng được hết trơn á. Sáng mai ra con trứng gà làm bể rồi quét tới mại không. Cực là mấy người cực ở đây ha. Như ở trên ngay chỗ cậu Bạch Chiết nè, có một cái miếu, để cái miếu cô cậu đó, 12 giờ trưa là khỏi vô đốt nhang luôn. 12 giờ trưa á mà giết mà công an dí chang như bán xì ke, coi như là chật kín luôn. Cái miếu nhỏ hơn cái trang này nữa, đúng không? Cũng sơn màu vàng, cái chữ màu đỏ ghi là miếu cô cậu đó, vậy thôi đó. Mà thì con nghĩ cho cái miếu đó, những cái mà vong linh mà người ta chích quan chích ức với người ta dứt dơ dứt dưỡng đó, cái rồi người ta tấp vô chổng người ta chú, rồi cứ mấy người dân hiếu kỳ, cái giống như cái tâm lý xin bữa nay xin được số đó, rồi xong xuôi cái chiều về đánh chúng, rồi cái mai trả lễ, rồi tùm lum hết làm. Với lại có duyên á chú, có duyên nữa. Chứ giờ em hỏi anh với chú nè, ví dụ như nếu mà xin số đề linh quá, họ vậy bữa nay bán nhà bán xe bán hết đi rồi bán, đúng không? Làm gì có chuyện đó. Đấy chứ cái người mà ghiền cờ bạc gọi là xin số cỡ nào cũng có số hết trơn.